giá rẻ để mà tìm mua laptop Dell đã khó rồi, lại còn màn hình to này, build full hợp kim nhôm và trang bị đầy đủ như cái chiếc máy này thì gần như là không thể. Nhưng mà đây, Dell Inspiron 16 5635 với mức giá chỉ hơn 15 triệu. Anh em đã có những trang bị mà gần như không thể bắt gặp trong cái tầm giá này của nhà Dell anh em ạ. Thế thì Inspiron 5635 phiên bản 16 inch này sẽ có những cái gì hấp dẫn cho anh em văn phòng thì hãy đến với video này nhá. Bắt đầu thôi. Với dòng Dell Inspiron Series 5 thì rõ ràng là chúng ta sẽ bắt gặp cái vỏ hợp kim nhôm ở trên cái dòng này rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ ở trong cái tầm giá nó rẻ như thế anh em ạ. Hơn 15 triệu đồng đã có vỏ nhôm nó còn cứng, nó còn dày, chắc chắn như thế này nữa gần như là không có, mà chỉ có chiếc laptop này mang lại cho chúng ta thôi. Và đang có sẵn tại Laptop World anh em nhé. Đường link sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này cho anh em quan tâm có thể click vào tham khảo chi tiết. Đến với cả cái phần vật liệu thiết kế thì hợp kim nhôm là điều rõ ràng rồi. Màu sơn sẽ là màu bạc sáng và trông rất là sang chảnh. Và cái màu này trông như là một chiếc MacBook vậy. Đặc biệt là khi chúng ta nhìn từ phía bên trong. Anh em mà nhìn từ bên trong này mà custom cái giao diện MacBook lên đây thì rõ ràng là người dùng sẽ tưởng là MacBook ngay. Bởi vì là trông nó từ cái phần khu vực bàn phím, cách bố trí trackpad, rồi là hai giải loa ở hai bên, cho tới cái phần bản lề hay là màn hình ở phía bên trên, nó đều rất là giống so với cả MacBook anh em ạ. Thế thì mình sẽ đi qua từng điểm một. Thứ nhất là về cái phần màn hình của chiếc máy này. Màn hình sẽ là một cái điểm rất mạnh của Inspiron 16 khi mà trong cái tầm giá này anh em đã có một chiếc màn hình rất lớn, kích thước 16 inch, độ phân giải Full HD Plus anh em ạ. Và tỷ lệ khung hình sẽ là 16:10. Nó sẽ phục vụ rất tốt cho anh em làm văn phòng, anh em cần duyệt web, anh em kiểm soát nội dung, kiểm soát thông tin trên một cái bảng trang. Nó bao quát hơn, chúng ta đỡ phải lăn chuột lên, lăn chuột xuống nhiều. Thì bây giờ chỉ trên một trang như thế này chúng ta có thể quan sát được gần hết nội dung rồi. Đó là cái ưu điểm của chiếc màn hình 16 inch. Hơn nữa là với chiếc màn hình cũng không bị cắt giảm về cái phần màn hình, thì vẫn cho chúng ta cái tấm nền WPA nó tương tự như là IPS. Nó cho chúng ta góc nhìn rất rộng, nhìn ngang, nhìn trên xuống, cái thứ thoải mái, không bị thay đổi màu sắc. Và cái màu này thì nó cũng ở mức gọi là đủ ổn cho anh em sử dụng văn phòng một cách ok anh em nhé. Màn hình này đang có độ bao phủ màu là 65% sRGB. Thì với cái phần màn hình này, nói chung là rất ngon để anh em làm văn phòng rồi đấy. Phải nói là kích thước lớn, sắc nét và màu sắc ổn. Thêm nữa là với cái tỷ lệ 16:10 sẽ mang cho ta một cái ưu điểm, thì chính là cái phần viền màn hình trên dưới nó rất mỏng anh em ạ. Nó không kiểu làm dày như chiếc màn hình 16:9. Bây giờ chúng ta sẽ có phần viền dưới được gọt mỏng hơn và viền trên cũng thế. Cộng với đó là hai bên cạnh bên cũng rất là mỏng, giúp chiếc máy này có một hệ thống màn hình trông nó to và nó rộng, trông cái viền nó sexy cực kỳ luôn. Xuống phía khu vực bàn phím hay là trackpad thì rõ ràng đây cũng là một chiếc laptop mà mang lại cho ta về cái trải nghiệm văn phòng là rất ok. Cái điểm thứ nhất đấy chính là cái chiếc máy này không bị cắt giảm bất kỳ một option nào khu vực mặt C này cả, rất đầy đủ anh em nhá. Mặc dù những tầm giá rất rẻ, 15 triệu rưỡi mà thôi, là anh em đã có một cái phần bàn phím với cảm giác bấm là rất ngon, độ nảy tốt này. Khung máy full nhôm cho nên là rất là cứng và chắc chắn, nó ít bị hiện tượng flex diễn ra trên khu vực mặt C. Thêm nữa là cái cạnh đáy bản lề nó hơi nâng nhẹ cái phần gầm máy này lên, giúp cái phần bàn phím hơi nghiêng ở phía người dùng, bấm rất là ok. Một cái điểm nữa, em nó có đủ cả đèn nền bàn phím. Đó, em nó có đủ cả cảm biến vân tay một chạm tích hợp với nút nguồn. Và em nó có cả hai giải loa ở hai bên. Với hai cái loa này nó rất phù hợp cho anh em nghe bài nhạc acoustic, bởi vì là nó làm cho cái vocal cảm giác như nó trong và nó hay hơn so với cả những cái chiếc loa khác trong cái tầm giá này anh em nhé. Nói chung là một chiếc loa khá hay để anh em có thể trải nghiệm. Anh em xem review cũng thế, sẽ thấy giọng nó hay hơn khá là nhiều. Với cái phần trackpad thì có lẽ là miễn bàn rồi. Đây là một trong số chiếc laptop trong cái tầm giá này có cái phần trackpad lớn nhất mà mình có thể tìm thấy được. Dưới 20 triệu anh em không thể tìm thấy một chiếc laptop thứ hai trong tăng phần trackpad nó khủng khiếp cỡ này. Nó vừa lớn, nó vừa phủ kính, nó vừa lướt mượt, và cái trải nghiệm driver touchpad của nhà Dell thì rõ ràng là hỗ trợ chúng ta driver rất là đầy đủ để chúng ta có thể dùng một cách lâu dài và ổn định và mượt mà nhất, thì hỗ trợ đủ chúng ta cả 3 ngón hay là 4 ngón đều rất là ok anh em nhé. Đó là với cái phần trackpad, nói chung kích thước rất lớn, trông tổng thể cái khu vực mặt C này nó như kiểu một chiếc MacBook Pro 16 inch vậy, rất là lớn đúng không nào anh em. Và cái trải nghiệm của mình trên này phải nói là rất hài lòng luôn, cho văn phòng như này rất ok rồi. Về cái phần cấu hình thì sẽ có một số thông tin mà anh em cần quan tâm. Thứ nhất là về CPU, chúng ta sẽ có một con Ryzen 5 7530U. Đây vẫn là một dòng CPU khá mới của nhà AMD năm nay, đúng không nào? Nó là của 2023 luôn anh em, chứ không phải là được sử dụng một con CPU cũ để giảm giá thành xuống đâu. Chúng ta vẫn sẽ có một con CPU mới. Tuy nhiên là với dòng U, nó sẽ chỉ phù hợp cho đối tượng sử dụng văn phòng giải trí nhẹ nhàng thôi anh em nhé. Văn phòng học tập làm việc và giải trí nhẹ nhàng. Thì với giải trí nhẹ nhàng, em có thể chơi với những con game kiểu LOL, đánh cờ các thứ, hay là chơi một số con game kiểu FIFA thứ, nhẹ nhàng thôi, setting thấp thì có thể quẩy được tốt ở trên máy này.
Ngoài ra thì nó có sẵn là RAM 8GB, băng thông là 4260Hz và có sẵn là dual channel. Với em máy này thì RAM sẽ không thể nâng cấp, tuy nhiên thì với 8GB RAM như mình đã nói đấy, sử dụng tác vụ văn phòng nhẹ nhàng là rất ok trên chiếc máy này rồi. Hơn thế nữa là nó có sẵn dual channel và nó có cho chúng ta là băng thông rất cao, hơn 4000MHz. Cho nên là với những tác vụ chúng ta sử dụng trên đây thì vẫn rất là thoải mái chúng ta sử dụng và đảm bảo đủ cái tính chất là mượt mà trên một chiếc laptop đến từ Dell. Ngoài ra chúng ta có SSD là 512M2 NVMe và cho chúng ta khả năng nâng cấp. Cuối cùng là card đồ họa AMD Radeon Graphics Vega 7. Hiệu năng của Vega 7 thì mình cũng đã nói rất là nhiều từ trước đây rồi. Nó cũng mang lại cho chúng ta cái hiệu năng là đủ để chúng ta có thể chơi những con game eSports nhẹ nhàng thôi, hoặc là làm tác vụ đồ họa nhẹ thôi, không thể gồng gánh những tác vụ quá nặng đâu anh em nhá. Một số những trang bị khác nữa xung quanh chiếc máy này, ví dụ là về pin thì em nói cho chúng ta viên pin là khá ổn. Theo mình đánh giá và theo mình trải nghiệm một vài ngày vừa rồi thì nó trong thời gian trụ pin là khá trâu. 4 cell và 54Wh trên chiếc máy này anh em ạ. Với cái thời gian trụ pin của mình ở mức full từ 100%, mình có lướt web, mình có on screen liên tục như thế thì nó trụ tốt cho mình trong khoảng độ 5 tiếng rưỡi cho đến 6 tiếng đồng hồ trên viên pin này. 4 cell và 54Wh anh em nhé. Đặc biệt là đến từ combo AMD dòng U, RAM thì là low power và màn hình không phải quá sáng, 250 nit, thì đảm bảo cho chúng ta về khả năng tiết kiệm điện là khá tốt trên chiếc máy này. Đó là về pin 4 cell 54Wh. Cổng kết nối thì cũng cho chúng ta hệ thống cổng kết nối là khá đủ. Ở đây chúng ta thậm chí có cổng nguồn, cổng HDMI full size, USB A 3.2 Gen 1 tốc độ cao và một cổng USB Type-C hỗ trợ cả DisplayPort xuất hình ảnh qua đây. Bên cạnh phải sẽ có thêm một jack audio, một cổng A 3.2 Gen 1 nữa cũng là tốc độ cao luôn và một khe cắm thẻ SD card full size để chúng ta có thể thay thế cho một cái ổ cứng di động, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để lưu tài liệu chúng ta lên đây, hoặc là chúng ta có thể để duyệt file qua những thiết bị quay của chúng ta qua trực tiếp với khe này luôn. Nói chung là về hệ thống cứng đối cho một chiếc laptop như này rất đủ rồi, không là anh em. Và tổng kết tất cả mọi thứ như thế, to đúng không nào, máy to, nạc, vỏ nhôm dày cứng chắc, màn hình lớn 16 inch và trọng lượng 1,8 kg, cho anh em đánh giá thế có phải hợp lý không? Theo mình thấy thế là khá hợp lý rồi. Trọng lượng như thế là hợp lý cho thời gian trụ pin đủ ổn và cho một chiếc màn hình đủ lớn để có thể làm việc. Và với 5 tiếng rưỡi sử dụng ở bên ngoài nữa thì đây là một chiếc laptop vẫn đảm bảo cho ta về tính linh hoạt, cũng như là sau một buổi mang đi ra ngoài đi làm, kể cả buổi chiều thì cũng sẽ là đủ thời gian để chúng ta có thể sử dụng trên chiếc máy này anh em nhá. Thế thì nếu anh em quan tâm đến chiếc máy này Dell Inspiron 16 5635, mình sẽ gắn link sản phẩm bên dưới phần mô tả video cho em quan tâm có thể tham khảo chi tiết nhất về thông số cũng như là mức giá tại thời điểm này xem video. Quay giờ thì đừng quên nói lại một chút và cho laptop một like và một sub, cũng nhớ một nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.